Trường hợp mà các bạn muốn photo thu nhỏ để làm tài liệu ạ, khi một cái tờ A4 to này, các bạn muốn thu nhỏ để làm cái đấy, làm file tài liệu. Sau đây nha, sau chọn khay giấy này, xong mà ta vào edit. Edit này, xong vào edit này gì này. Đấy. Nhưng mà trường hợp mà hai bộ thì kíp vào đây rồi ấn center, còn nếu mà chỉ một bộ thì bỏ cái double chia bộ đi, xong ok rồi vào chú listen này. Để tầm ăn chừng nó chắc là phải để 30 gì đấy, cứ tấp thì một tờ xem. Xong ok rồi này, stop. Nó sẽ được này, ta làm tài liệu gì thì...